Hello, chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô mũ lính Mỹ và một số sản phẩm. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính Mỹ nhá, mũ lính Mỹ con này. Đấy. Em đặt cho bác xem nhé, thoải mái luôn con này. Đấy. Đây, bác xem đây. Test sản phẩm trực tiếp luôn nhá, test trực tiếp luôn. Đây. Đập mà nó không hề có một vết xước chứ chưa nói là vỡ nứt các bác nhá. Đây. Đấy, đập cho bác xem này. Đấy. Nhá. Để dưới đất đập nhá, mang tay đập này. Đấy, vung hết tay luôn các bác nhá. Vung hết tay luôn các bác nhá. Đấy, vung hết tay luôn các bác thấy không? Đấy. Không hề hấn gì nhá, không có một vết xước luôn các bác nhá, không vết xước luôn nhá. Đấy, test mạnh tay hơn một chút nữa nhá, test mạnh tay hơn chút nữa các bác này. Hai con đập vào nhau này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Thoải mái luôn nhá. Đập xuống đất các bác này. Đấy. Đập nhau này. Thoải mái chưa các bác ơi? Cái này đã ok chưa? Một con mũ lính Mỹ cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy. Ở đây của nó thì nó sẽ là một cái dạng quai sập này. Đấy, rất là ngon lành luôn, quai sập rất là ngon luôn. Đây. US này, mũ lính Mỹ này. Hàng American con này. Đấy, American nhá, hàng của Mỹ cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác là giá là 150.000. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một con lưới như này. Một con lưới như này về nhà các bác xỏ vào cho em này. Đấy, các bác lồng vào cho em như này. Thì mình có thể dùng cái lưới này để ngụy trang. Các bác thích đeo lưới thì đeo mà không đeo lưới cũng được. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng thôi. Cái này nó không có quan trọng. Đấy, cho cái lưới vào thì nó sẽ có cái hay của cái lưới các bác nhá. Đây. Đấy, cho cái lưới vào thì nó sẽ như này. Đây. Đấy, nó sẽ có như này các bác này. Đấy, cho lưới vào nó sẽ như này. Đây, thì các bác có thể đeo để mình cho ngụy trang cũng rất là ok. Đây, em sẽ đeo thực tế đội lên đầu cho các bác xem nhá. Hàng thì cực kỳ luôn. Rồi. Chào các bác nhé. Chúc các bác luôn luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhá. Đấy, đây. Đeo vào các bác này. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Thì các bác có thể chỉnh cho cái lưới này nó chuông chắn đi. Đấy. Em đeo thì nó chưa được chuông lắm nha các bác. Để có điều chỉnh cho nó chuông chắn đi là xong. Đấy, cài quy vào các bác này, rất là ngon luôn nhá. Đó, một con mũ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Thì các bác có thể điều chỉnh tăng giảm tùy theo nhu cầu mục đích của bác. Ở trong nó sẽ có thêm cho các bác là một cái lót luôn. Đấy, hàng rất đẹp các bác này. Đấy. Đeo vào thì nó trông nó rất là ngụy trang luôn nhá. Trông nó rất là ngụy trang, trông nó rất là điệu. Đấy, giá thì gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý luôn. Chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Mũ lưới giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đấy, bác nào mua từ 2 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả cái phần để các bác có thể điều chỉnh cái vòng của cái size đầu này cho nó phù hợp với cái kích thước của đầu mình nhá. Đấy, các bác nào mà đầu nhỏ thì mình thu nó vào và đầu to thì mình lại thả nó ra. Đấy, nó sẽ có cái phần đai này để các bác điều chỉnh thả ra thả vào này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì khỏi phải bàn này. Đấy. Đập thoải mái luôn các bác thấy không? Không hề có một vết xước luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Đó, lên cho em là mũ lưới. Mua từ 2 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Mũ lưới giá sẽ là 150k. Đó. Mũ lưới nhá. Đấy. Mũ lưới giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho một con mũ lưới như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít. Tô vít mớ nhá. Đấy, tô vít cân ký đây. Đấy. Tô vít cân ký như này. Đấy. Thì bên shop bán theo cân nhá. Một cân của nó sẽ là 110.000 và nửa cân thì sẽ là 65.000, một cân là 110.000 nhá. Nửa cân thì sẽ là 65.000. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn ba khe đầy đủ cho bác luôn. Ngắn dài to nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe. Một cân thì bảo hành cho các bác là cứ là trên 10 cái cho các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, một cân sẽ là trên 10 chiếc. Đây. Đấy, một cân thì trên 10 chiếc các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó. To nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe đầy đủ đây. Một cân của nó đây các bác. Đây. Một cân đây. Đấy. Thoải mái các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, một cân của nó đây các bác này. Đây là một cân này. Đấy. Thì nó sẽ được khoảng trên 10 cái tùy theo. Có cái to, có cái nhỏ, có cái xoáy nhanh, cái xoáy chậm. Đầy đủ cả cho các bác luôn đây. Đấy. Có dẹt, có ba khe nhá. Nhiều lắm các bác. Một cân thì tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đây. Một cân của nó đây các bác này. Đây. Đấy, khoảng trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Bảo hành cho các bác là một cân là trên 10 chiếc như này. Đấy. Hàng bãi của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về nhà các bác dùng thì thôi rồi lượm ơi luôn nhá. Thôi rồi lượm ơi luôn.
Đó, rất là nhiều như này. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy. Thì một cân như này nó sẽ là trên 10 cái cho các bác còn mua được. Một cân thì giá của nó sẽ là 101, còn nửa cân thì sẽ là 65.000 nhá. Nửa cân sẽ là 65.000. Vít rất là đẹp luôn các bác này. Vít rất là đẹp luôn. Các đầu dẹt tròn 3 khe mũi khế đầy đủ cho các bác nhá. Dẹt tròn 3 khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Dẹt tròn 3 khe đầy đủ cho các bác, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Là hai đầu phổ thông nhá. Đấy. Ví dụ những con này thì nó rất là tiện này, có xoáy nhanh các bác này, để các bác làm thợ làm nghề rất là tiện này. Đó, con này rất là tiện luôn. Có xoáy nhanh đây. Đấy, những con này rất là tiện này, có xoáy nhanh các bác này. Đấy, có xoáy nhanh kiểu như này. Thì các bác chỉ cần đặt tay này để xoáy này. Đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Đây, đầu vít của nó này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, giá thì rất là hợp lý cho các bác thôi. Giá rất hợp lý nhá. Đấy, bên shop bán theo cân ký. Mua cân ký thì giá nó rất là tốt cho các bác rồi. Đấy, rồi các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây nhá. Đó, các số hotline của bên em. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đài FM nhá. Đài FM, con này thì có kèm đồng hồ luôn. Giá thì lô này hàng về giá rất là tốt cho bác luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc như này nhá. Một đài, một cáp sạc. Đấy, con này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi, về nhà các bác cứ thế là sử dụng thôi. Đấy. Có sẵn pin bên trong rồi, rất là tiện này, một con đài rất là đẹp luôn. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy để các bác chắn cái đồng hồ này. Đây, có cái lẫy này chắn đồng hồ. Về các bác ấn cái mở sang on này là cái đồng hồ nó lên này, clock này là đồng hồ này. Đó, con này thì có cắm jack 3.5 này, có USB, có thẻ nhớ nhá và chân sạc vào này. Đấy, và bật đài FM thì các bác kéo dâu lên cho em, kéo dâu này lên này. Đấy, kéo dâu này lên, sau đó thì các bác bật cái nút này lên này, cái này vừa bên tay trái này thì vừa là nguồn, vừa là volume luôn. Và đấy, và khi các bác nghe đài thì để cho em chế độ FM nhé, kéo sang chế độ FM như này các bác này. Đấy, kéo theo chế độ FM này cho em. Đó, nó sẽ có các chế độ FM này, squat này, AM này. Thì các bác dùng đài Việt Nam mình thì để cho em là chế độ FM các nhé. Đấy, đồng hồ thì đang chạy bình thường này, các bác này, đồng hồ đang chạy bình thường. Đấy, và các bác dò cho em nhé. Đấy, 102,7 này, 96,5 này. Đấy, thì các bác cứ dò làm sao cho nó chuẩn là được các nhé. Đấy, là nó sẽ có đài thôi. Đấy thì con này xây dựng các biểu mẫu e-form trên cổng dịch vụ thuận lợi nhất cho người dân, tối ưu về các thông tin các bác đi biển đi thôi, cũng như là có hướng dẫn rất cụ thể, không thể để ra những cái chỉ thông tin mà rất là cái này là volume nhá, cái này vừa là volume này đấy, volume vừa là công tắc nguồn luôn, tắt vặn hết sang bên tay trái này là tắt nguồn này, bật tính tách này lên này và điều chỉnh to nhỏ này, đảm bảo cái dịch vụ công toàn trình ở trên hệ thống đấy. Thì khi đó người dân không phải đính kèm không gì mà dữ liệu hoàn toàn liên thông. Đấy. Chỉ cần chọn cái dịch vụ công mình muốn. Đây, những cái thông này. Tin gì liên quan đến dịch vụ công chiều dài của nó là một gang tay này. Đấy. Chiều cao của nó thì khoảng trên 10 phân này. Chiều vậy rộng khoảng 10 này. Đấy. Tiễn triển khai đề án. Ở đây thì nó sẽ có một con pin sẵn này rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi nhá. Có sẵn pin rồi. Phục vụ chuyển đổi số quốc gia thành công. Thì theo ông cái giải pháp nào có ý nghĩa quyết định? Việc triển khai đề án 06 đó là đề án của chính phủ. Để triển khai được thành công được đề án này không phải chỉ riêng nhiệm vụ của Bộ Công an mà phải của tất cả các bộ ngành phải tham gia, đặc biệt là đối với các dịch vụ công thì đều phải có sự liên thông giữa các bộ ngành để triển khai. Về quan điểm của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án 06 là không hô hào chung chung mà phải thực hiện bằng những công việc cụ thể. Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng. Đài chất âm thì nghe rất là hay nhá, tiếng trong rõ tiếng các bác nhá. Đó, các bác dò thì dò cái phím bên tay trái này cho em này. Lên biểu diễn ở sân khấu đấy, trong những cái dịp mà của lớp hay của trường hoặc là rất là nhiều đài luôn các bác nhá. Mẹ. Đấy là những cái sân khấu nó rất là vừa sức, nó để cho các bạn có thể thể hiện bản thân mình. Đấy là cái điều đầu tiên. Và những trẻ mà nếu như mà không tự tin á thì các bác có thể dò sóng ở đây này. Đấy, dò sóng ở đây gần như là không bị làm mất cái phương hướng, tiếng rất là to và luôn. Không hiểu được cái giá trị của bản thân mình. Đấy, tiếng rất to luôn, nghe rõ nhé các bác nhé. Các bác cứ dò này cho em này. Đó, dò này cho em. Đấy, để cho em chế độ FM nhé. Đấy. Các bác cứ để chế độ FM, sau đó thì mình dò cho em. Đó, rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá, để cho em chế độ FM này để mình sử dụng này. Đấy, đài FM. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là đài FM. Đó. Đài
em này. Đấy, đầy FM giá sẽ là 260k và bao sim tận nhà cho bác luôn nhá. 260.000 bao sim tận nhà. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Đấy, 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn.
hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món con này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đường về thôn em duyên dáng bên chân sông. Bảy ấp diện mạo hoa. Vì chân thân mát cực sải khoái. Năm ơi. Vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40 cm. Đó, chiều dài của nó 40 cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm con giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên cho em là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này.
Đó, rất là đơn giản luôn các nhá. Đấy đây, thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này, nó sẽ vào cái phần quai này. Cái lẫy đen này nhá, cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy các theo. Đấy. Kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây, em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Bột nó ra này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Đấy, em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột như này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bạn nhá. Đây, các bạn này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy các bạn thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét thôi nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Máy thì đã tét nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá, sập vào đây cho em này. Đó. Phương, cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy các bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi.
và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó, bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, qua theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Đó. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok.